Thầy xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay chúng ta qua bài mới là bài 23, vẽ toàn thân. Rồi, phần 1 là chúng ta quan sát nhận xét nha các bạn. Các em hãy quan sát hình dáng người sau đây. Đây là một bạn nữ. Ha. Em hãy cho biết hình dáng người gồm có những bộ phận lớn nào. Đầu nè, loại gì nữa các bạn, thân nè, tay nè, và chân ha. Bốn bộ phận chính trên cơ thể con người là đầu, thân, tay. Rồi các bạn quan sát ha, các bạn thấy là tỷ lệ các bộ phận trên cơ thể người như thế nào. Tỷ lệ có nghĩa là kích thước đó các bạn. Kích thước những bộ phận trên cơ thể nó to hay nó nhỏ đó gọi là tỷ lệ ha. Rồi, kích thước cái đầu và kích thước cái mình và kích thước cái chân thì tất nhiên là những kích thước này không bằng nhau rồi. Rồi, bộ phận nào lớn hơn nè? Lớn nhất luôn á. Đó, đó là phần thân, chưa? Rồi. Rồi sau đó tới những bộ phận nào? Phần đầu, chân và rồi theo các bạn thì đầu có hình gì nè? Rồi các bạn cũng theo ý nghĩ của thầy là đầu là hình giống quả trứng, đúng chưa? Hình tròn. Thân người có hình gì nè? Rồi đáp án hình chữ nhật. Đó. Rồi chân và tay có hình gì nè? Đáp án đây, hình chữ nhật dài. Hay chưa? Đó. Đó là những cái hình mà chúng ta dùng để vẽ ra một cái hình dáng người đó các bạn. Hình tròn giống quả trứng, rồi hình chữ nhật, rồi bốn hình chữ nhật dài là chúng ta sẽ tạo được cái hình dáng con. Rồi chúng ta quan sát tiếp những cái hình dáng sau đây ha. Dáng đi nè, dáng đứng nè. Hay chưa, dáng đi. Các bạn nhìn cái dáng đi á, chân trước, chân sau như thế nào đó. Nó đâu có đứng yên một chỗ giống như dáng đứng là đúng không các bạn? Đâu có khép chân lại giống như dáng đứng đâu. Đi là chân trước, chân sau. Rồi dáng chạy nè, chân trước, chân sau nhưng mà dáng cái khoảng cách nó dài ra. Đó, dáng chạy đó. Và dáng nhảy nè, đó, các bạn thấy không? Người khom lại và hai chân rất là cao. Hình dáng của người thay đổi khi thực hiện các động tác như là đi, đứng, chạy và nhảy. Đó. Các hình dáng động tác. Ngoài những hình dáng trên thì các em kể những cái hình dáng khác mà các em biết nha. À, như là hình dáng đá bóng nè, hay chưa? Rồi, hình dáng ngồi nói chuyện. Rồi hình dáng tưới cây. Rồi hình dáng múa, chưa? Có đủ tất cả những. Rồi, người có cấu tạo gồm những bộ phận lớn như là đầu, rồi tới thân, tới chân và tới tay. Tỷ lệ các bộ phận đó không bằng nhau. Hình dáng các bộ phận trên cơ thể thay đổi khi ta thay đổi các động tác. Có nghĩa là chúng ta đi, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta chạy, đó, rồi chúng ta nằm. Thì những hình dáng đó đều thay đổi khác nhau hết. Chân cũng thay đổi mà tay cũng thay đổi luôn. Ha. Rồi các bạn thích hình dáng nào nhất nè? Hình dáng tưới cây, hình dáng chạy hay hình dáng đi? Đó. Rồi các bạn tả lại hình dáng đó trong suy nghĩ của mình cho bố mẹ, anh chị xung quanh nghe ha. Ví dụ như các bạn thích hình dáng đi á, thì các bạn nói con rất thích hình dáng đi. Thì chân nó như thế nào? Chân trước, chân sau, khoảng cách nó ra sao? Ngắn hay là nó khoảng cách dài hay là khoảng cách nó ngắn?
ha. Rồi tay là để yên hay là tay vung lên vung xuống đó, các bạn kể cho bố mẹ mình nghe ha. Rồi đây là thầy hướng dẫn cách vẽ nè, rất là đơn giản. Đây là những cái hình vẽ về toàn thân dễ nhất luôn. Trước tiên thì các bạn vẽ cái đầu hình tròn, xong rồi các bạn vẽ cái thân, rồi các bạn vẽ cái chân, rồi các bạn vẽ hai cánh tay là sẽ ra chưa. Vẽ bộ phận lớn trước là đầu và thân vẽ trước ha. Rồi các bạn những bộ phận nhỏ như là chân và tay đó. Và đây là những hình của những bạn năm trước. Các bạn vẽ hình ra xong rồi các bạn kết hợp với hình ảnh phụ á. Hình ảnh phụ ở đây là có cây cối rồi nhà cửa đó. Đó. Có hình dáng đang chào nè, có hình dáng đang chơi đá banh nè, thấy không? Kết hợp với phong cảnh xung quanh nhìn rất là đẹp các bạn ha. Rồi khi các bạn vẽ các bạn cũng kết hợp cho thầy nha. Ví dụ như các bạn vẽ một bạn nam đang đá banh, thì các bạn phải vẽ cảnh xung quanh là có cây cỏ, rồi có bãi đá banh, sân đá banh ha. Hoặc là các bạn vẽ một bạn nữ đang nhảy dây thì xung quanh phải là có cây cỏ, có trường học, đang nhảy dây trong sân trường, ví dụ vậy ha. Đó, phải có cảnh phụ xung quanh, cây cỏ, rồi có mặt trời thì nhìn mới đẹp nha các bạn. Rồi các bạn nắm được kiến thức rồi ha. Nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn có thể xem lại từng bước vẽ mà thầy hướng dẫn để các bạn vẽ cho tốt ha. Rồi có những tranh mẫu á, các bạn có thể nhìn những tranh mẫu đó để các bạn vẽ. Và các bạn hãy vẽ một cái dáng mà bạn yêu thích, như là tưới cây, như là trồng cây, rồi chạy nè, rồi đá banh nè, rồi dáng ngồi nói chuyện nè, rồi dáng đi, dáng đứng ha, dáng chào cờ đó. Những dáng nào mà các bạn thích thì các bạn liên tưởng ra, các bạn vẽ cho thầy ha. Trước tiên cũng vẽ đầu, xong rồi tới vẽ thân, rồi tay chân. Rồi rồi các bạn nhớ vẽ xong rồi các bạn tô màu, vẽ màu lên nha, vẽ không lem và không chừa trắng. Và khi các bạn vẽ xong rồi đó, các bạn nhớ nhận xét đánh giá cho thầy ha. Các bạn vẽ cho một cái tờ giấy xem là cái dáng người đó nó so với tờ giấy nó có quá nhỏ hay không. Nếu mà quá nhỏ thì các bạn nên vẽ lại ha. Rồi nếu mà các bạn vẽ lớn, thật là lớn, cái đầu á đụng gần cái tờ giấy luôn, đụng gần cái phía trên mép giấy luôn, cái chân á thì đụng gần phía dưới mép giấy luôn, thì như vậy là không có đẹp. Các bạn vẽ làm sao mà nó nhìn nó hài hòa, nó không quá to cũng không quá nhỏ so với tờ giấy, thì cái dáng người đó là đạt chuẩn các bạn ha. Đó, tốt nhất là các bạn vẽ ba cái hình trên một tờ giấy trước, ba cái hình dáng toàn thân người trên một tờ giấy trước, ba hình luôn. Xong rồi các bạn thấy vừa ý nhất cái bức vẽ nào thì các bạn lấy bức vẽ đó mà các bạn tô màu ha. Rồi các bạn xem hình dáng đẹp và sinh động không nha. Rồi đầy đủ các bộ phận yêu cầu chưa, như là đầu, mình, tay và chân. Và nhớ vẽ màu theo đúng yêu cầu của thầy dặn ha. Rồi bài học đến đây kết thúc. Thầy xin kính chúc quý phụ huynh và các em học sinh thật là mạnh khỏe, thật là nhiều niềm vui.